Pip, chào các bạn nhá. Hôm nay cùng mình tìm xe đồ chơi từ đường cổng mình vào trong đống cát nha mình nhá. Let's go. Đầu tiên là mình giới thiệu các bạn, đây là xe bồn chở bê tông ấy các bạn ạ. Xe bồn trộn bê tông ấy. Đó, zin. Các bạn ơi, chiếc xe bồn này chạy tốc độ đỉnh cao luôn. Zin. Chạy đi để đổ bê tông xây nhà luôn đấy các bạn ạ, đổ mái luôn. Zin. Ho hay chưa các bạn ơi. Đây là xe bồn chở bê tông ấy các bạn ạ. Chở bê tông này đổ móng nhà đấy các bạn ạ, rất là đẹp luôn. Các bạn ơi, mình rất là thích chiếc xe bồn này luôn đấy. Đó, xoay được bồn luôn này, có cả vòi chút bê tông luôn đấy các bạn ạ. Đó, mình rất là thích luôn nhá. Rồi tiếp theo, đấy, đây là một chiếc xe cần cầu cứu hộ ô tô đấy các bạn ơi. Chiếc xe này thì có để nâng được cần lên này. Đó, mình dí vào đây sẽ nâng được cần lên các bạn nhá. Đó, mình dí ở cái chỗ mình xoay. Đây, mình dí ở chỗ này thì hạ được cần xuống này các bạn ơi. Hạ cần xuống. Đó. Hay quá các bạn ạ. Rồi bây giờ mình sẽ chạy thử luôn cho các ông xem nhá. Tốc độ đỉnh cao nhá. Zing. Chiếc xe này chạy rất là tốc độ đỉnh cao các bạn ạ. Rồi. Đấy, các bạn ơi, còn xe bồn trộn bê tông. Ui, chiếc xe này thì có rất là nhiều chiếc xe này to các bạn ạ. Chiếc xe này chắc là chở được nhiều bê tông lắm các bạn ạ. Có cả bu lăng lái xe luôn. Ui, có cả cái quay bồn này các bạn ơi. Quay bồn này cho đều bê tông bên trong ấy các bạn ạ. Đó, hay chưa? Đó, xoay luôn. Đó, bây giờ mình sẽ chạy thử luôn tốc độ đỉnh cao nhá. Zin. Đi chở bê tông rồi. Zin. Chạy tốc độ đỉnh cao các bạn ạ. Ui, hay chưa? Rồi, bây giờ chúng ta khám phá được 3 chiếc xe rồi các bạn ạ. Rồi, đây là xe cứu hỏa. Đây là xe cứu hỏa chữa cháy nhá. Đó, các bạn ơi, màu đỏ xoay 360 độ luôn. Chiếc xe này thì rất là xịn sò đẳng cấp luôn các bạn ạ. Wow, xoay tròn luôn các bạn ạ. Đó, hay chưa? Ui, các bạn thấy chiếc xe này có xịn không? Ôi. Đi chưa cháy nào ấy. Các bạn ơi, mình sẽ tắt chiếc xe đi nha để chúng ta còn khám phá những chiếc xe đồ chơi xịn hơn nhá. Let's go nào. Đó, một chiếc xe cứu hỏa có 3 còi luôn các bạn ạ. Nó có còi hú báo động luôn đấy. Zin. Ôi, tiếp theo. Các bạn ơi, đây là một chiếc xe bíp. Một chiếc xe bíp như thật đấy các bạn ạ. Ôi, chiếc xe bíp này ở bên trong có rất là nhiều ghế ngồi luôn. Có cả hai gương này. Đấy, gương để soi ấy các bạn ạ. Đó, gương để soi về phía sau nhá. Đó, chiếc xe này rất là đẹp đấy các bạn ạ. Xe bíp nhá. Rồi chúng ta có xe. Đây là xe 95 này các bạn ơi. Xe 95 này. Wow. Xe 95 này ngộ nghĩnh nhỉ các bạn ơi. Ngộ nghĩnh nhỉ các bạn ấy hay không? Đây, rất là ngộ nghĩnh luôn. Đây. Mắt ngay kìa các bạn ơi. Đó, có cả lưỡi này các bạn ơi. Ui, đây là xe 95 này cũng được. Chiếc xe 95 này có nhạc đó nha. Ui, có nhạc rất là vui nhộn các bạn ạ. Hai chiếc xe 95 này các bạn có nét đâu nào. Ui, các bạn ơi, chiếc xe này tắt ở đâu ấy các bạn ơi? Mình phải tắt đi để chúng ta khám phá những xe đồ chơi xịn hơn nhá. Ôi, mình tắt đi nào. Để đây nha. Đó. Có hai chiếc xe McQueen luôn các bạn ạ, hai chiếc xe 95 luôn. Đó, màu đỏ luôn đấy các bạn ạ, hai chiếc xe này. Đây là xe bíp. Ui, xe bíp cảnh sát đi tìm xe đồ chơi với mình thôi. Nào. Bíp. Ở đây có nhiều xe tải bên đẹp quá các bạn ạ. Đây mình sẽ đếm cho bao nhiêu xe tải nhá. Một chiếc xe tải này, hai chiếc xe tải luôn. Đó, ba chiếc xe tải này, bốn chiếc xe tải này. Ui, năm chiếc xe tải này. Đây là xe tải ben đầu khủng long bạo chúa ấy các bạn ạ. Đó, những xe tải này có thể đóng được thùng xuống này. Đóng được thùng, đó. Các bạn thấy hay chưa? Đóng được thùng này. Wow, rất là hay luôn. Chiếc xe này động cơ chạy bằng bánh đào đẩy tay nhá. Zin. Ui, hay không các bạn ơi? Các bạn thấy ngầu không? Rồi tiếp theo, đây là xe ô tô cảnh sát tuần tra các bạn nhá. Chiếc xe này thì mở bốn cánh luôn. Ở bên trong thì có bốn ghế ngồi các bạn ạ. Mình đã nhìn thấy có bốn ghế ngồi ở bên trong thôi. Đó, chiếc xe này mở bốn cánh các bạn ạ. Đấy, bây giờ mình tắt đi nhá. Mình tắt đi thôi các bạn ơi. Đấy, xe này chạy bằng pin các bạn nhá. Đó, rất là đẹp luôn. À, đây là đầu kéo container biến hình các bạn nhá. Đấy, màu xanh rất là đẹp ấy các bạn ạ. Đấy, đầu kéo container biến hình nhá. Đó, tiếp theo là một chiếc xe bồn trộn bê tông đấy các bạn ạ. Xe bồn trộn bê tông biến hình đấy. Wow, đẳng cấp nhá. Tiếp theo là một chiếc xe cứu hỏa biến hình này các bạn ơi. Ui, chiếc xe này rất là đẹp luôn. Tiếp theo là một chiếc xe đầu kéo container biến hình này. Rồi, tiếp theo chúng ta có máy xúc cát này, xe tải này. Đó, xe cá mập các bạn ạ. Đây là xe cá mập. Một chiếc xe máy xúc này. Đó, hai chiếc xe máy xúc này, ba chiếc xe máy xúc này. Ui, bốn chiếc xe máy xúc này, năm chiếc xe máy xúc luôn, sáu chiếc xe máy xúc các bạn ạ. Tất cả, ui, chiếc xe này có vừa bảy chiếc xe máy xúc luôn đấy các bạn ạ. Đó, tất cả có bảy chiếc xe máy xúc. Đây là xe máy xúc cát biến hình đấy các bạn ơi. Chiếc xe này quá đẹp luôn ấy. Đó, mình rất là thích chiếc xe này luôn. Đó, hay chưa. Wow, trong này còn chiếc xe gì đây các bạn ơi? Ui, đây là xe đầu kéo của máy cày ruộng các bạn ạ. Đấy, máy cày ruộng nhá. Đó, đầu kéo của máy cày ruộng giống xe công nông các bạn ơi. Nhưng mà mình gọi là máy cày ruộng ấy, đầu kéo ấy. Đây là xe cần cẩu xúc cát địa hình này các bạn ơi.
Có chiếc xe này thì rất là đẳng cấp luôn đấy các bạn ạ. Ở tiếp theo có những chiếc xe cứu hỏa rất là đẹp này các bạn ơi. Đây là xe cứu hỏa thang nha, rất là nhiều xe cứu hỏa thang luôn. Đó, rút được cần ra này. Đó, chiếc xe này rất là đẹp đấy các bạn ạ. Đó, ôi xe cứu hỏa thang này cũng rất là xịn sò đấy. Ồ, bây giờ mình chạy thử luôn nha. Nào, dinh. Đây là xe lửa này các bạn ơi. Đó, một chiếc xe lửa tàu tàu hỏa nha. Đây là tàu hỏa đấy các bạn ạ. Wow. Đây còn xe môi trường dọn rác này các bạn ơi. Chiếc xe môi trường dọn rác này. Ơi, xe cứu hỏa thang này các bạn ơi. Ui, tàu điện siêu tốc độ đỉnh cao. Wow. Xe tải chở máy bay biến hình này các bạn ơi, có thể xoay được cần luôn nha. Đó, hay chưa, rút được cần dài ra này. Ui, đây là máy bay này. Máy bay chiến đấu ấy các bạn ạ. Rồi bây giờ mình sẽ dùng chiếc máy bay chiến đấu này đi tìm xe đồ chơi nhá. Nào, bây giờ sẽ bay nào. Wow. Bay tiếp nào, lượn lên bầu trời nào. Đó, các bạn thấy chiếc máy bay này có đẹp không? Wow, chiếc máy bay này đỉnh cao đấy các bạn ạ. Ôi, bây giờ bay vào đống cát thôi. Ui, cái đống cát này sao có nhiều xe đồ chơi siêu tốc khủng lồ này các bạn ơi. Rồi, bây giờ cùng mình khám phá thôi nào. Đó, đầu tiên là xe tải ben đầu cùng long bạo chúa này. Sau đó là xe bồn trộn bê tông này. Đó, sau đó là xe bồn trộn bê tông Bunny này. Wow, xe máy xúc cát này. Ui, rất là nhiều xe đẹp luôn. Wow, đây là xe tải ben đầu cùng long bạo chúa ấy các bạn ạ. Chiếc xe này rất là to đẹp luôn. Dun. Wow, chạy rất là bon. Các bạn ơi, tốc độ đỉnh cao ấy. Wow, hay chưa. Rồi, let's go. Đây, giới thiệu với các bạn một bạn xe bồn trụ bê tông có hai còi. Cái bồn cũng quay được này, mình phải lắp lại cái bồn này. Đấy, có thể xoay được bồn này các bạn ơi. Xe bồn trụ bê tông Bunny này. Đó, hai chiếc xe này thì rất là đẹp luôn. Chạy rất là tốc độ đấy các bạn ạ. Đó, hai chiếc xe bồn trụ bê tông ấy các bạn ơi. Dun. Ủa, hay chưa các bạn ơi. Đó, hay chưa. Rồi, xe bồn trộn bê tông này rất là đẹp đấy. Đó, chưa này. Nun. Wow, nhiều xe đẹp lắm coi ơi. Rồi, tiếp theo chúng ta có xe cần cẩu xúc cát này các bạn ơi. Chiếc xe cần cẩu xúc cát này rất là xịn xò đấy. Đó, múc thử nào. Và bây giờ cùng mình ra xúc cát là các bạn ơi. Dun. Wow. Đây, có rất là nhiều xe nữa các bạn ơi. Đây là xe bồn trộn bê tông rất là to và đẹp này các bạn ơi. Đó, xe bồn trộn bê tông rất là bự ấy, khổng lồ ấy các bạn ạ. Đó, hay chưa. Ui, bồn quấy rất là bon các bạn ơi. Ui, hay chưa. Đó, vậy là chúng ta có rất là nhiều xe. Rồi, chạy thử luôn. Dun. Hay quá các bạn ạ. Đó, ôi, các bạn ơi, trên này còn nhiều xe đẹp lắm này. Wow, đây là xe cần cẩu mô cát siêu nhân này các bạn ơi. Chiếc xe cần cẩu mô cát siêu nhân này rất là đẹp đấy các bạn ạ. Wow, bây giờ mình sẽ múc thử cho các bạn cùng xem nha. Đó, chiếc xe cần cẩu mô cát siêu nhân này rất là đẹp luôn, chạy bánh đà ấy các bạn ạ. Dun. Wow, hay chưa. Đó, chiếc xe này rất là mới ấy. Bây giờ mình sẽ múc thử cho các bạn cùng xem nha. Nào, múc nào. Một gầu luôn. Wow. Hai. Và rồi sau đó là xe tải ben chở cát màu xanh này các bạn ơi. Dun. Đi chở cát xây nhà thôi. Wow, các bạn ơi, xe tải ben chở cát màu xanh rất là đẹp luôn. Chút ben luôn. Nó hay chưa các bạn ơi. Dun. Wow. Đó, đẳng cấp nhá các bạn nhá. Ôi, chúng ta còn rất là nhiều xe này. Đây là một chiếc xe tải ben rất là đẹp đấy các bạn ạ. Wow, máy xúc cát này. Đó, máy xúc cát này có một bạn tài xế lái xe luôn. Có cả thùng để chở cát luôn này các bạn ơi. Hay chưa? Bật ben luôn. Đó, các bạn thấy chiếc xe này có đẹp không? Wow, đây là một chiếc xe tải ben màu vàng rất là đẹp này các bạn ơi. Wow, bây giờ mình sẽ chút ben cho bạn xem nha. Đó. Rồi bây giờ cùng mình đi khám phá chiếc đồ chơi xịn hơn nha. Let's go. Các bạn ơi, wow, ở đây có rất là nhiều xe rất là xịn luôn, rất là to và đẹp luôn. Một chiếc xe bồn trụ bê tông này, xe máy xúc cát này, đó, xe cần cẩu múc cát to này. Wow, xe bồn trụ bê tông Bunny này. Ui, xe bồn trụ bê tông Bunny này. Ui, xe bồn khổng lồ này các bạn ơi. Ui, xe hỏa này, ui, xe bồn này các bạn ơi. Xe bồn tiếp này, ui, xe bồn trụ bê tông này. Wow, xe bồn trụ bê tông Bunny, xe cần cẩu múc cát Bunny. Ui, xe cần cẩu móc màu xanh các bạn ạ. Xe cần cẩu móc màu xanh siêu to khổng lồ. Wow, chiếc xe này xịn và to quá. Đây là xe, ui, xe cần cẩu móc màu vàng này. Wow, mình rất là thích những chiếc xe khổng lồ này các bạn ơi. Đây là xe bồn trụ bê tông Bunny siêu to khổng lồ nhá. Rồi, mình chạy thử luôn nào. Lái đà.
Ui, hay quá các bạn ơi, chạy chít carbon luôn đó, hay chưa? Wow, đây là xe bồn trộn bê tông body siêu to khổng lồ các bạn nhá. Chiếc xe này quá là đẹp luôn đó. Bây giờ mình sẽ chạy thử luôn đó, bồn quét tít chưa nào. Hay quá các bạn ơi, chạy tít sang bên kia rồi kìa các bạn ơi. Đây là một chiếc xe bồn này, xe bồn trộn bê tông cũng rất là to luôn đó các bạn ơi. Mình rất là thích chiếc xe bồn này luôn nha. Đó, chạy thử luôn. Wow, hay chưa? Đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông rất là đẹp nha, có cái bồn trộn bê tông quay rất là bon luôn đó. Chiếc xe này rất là mới và đẹp luôn nhá, luôn chạy luôn chạy tốc độ đỉnh cao luôn các bạn ơi. Wow, các bạn ơi, đây là một chiếc xe bồn chở nước tưới cây nhá. Chiếc xe bồn chở nước tưới cây này cũng rất là đẹp luôn đó. Chiếc xe này thì to lắm các bạn ạ, siêu to. Đây là xe cứu hỏa siêu to khổng lồ. Wow, chiếc xe cứu hỏa này có cả vòi phun nước để chữa cháy luôn đấy các bạn ạ. Đó, một chiếc xe cứu hỏa màu đỏ rất là đẹp luôn. Hay quá các bạn ơi, chạy rất là bon luôn đó, hay chưa? Đây là xe bồn trộn bê tông khổng lồ các bạn ạ, bồn quay rất là bon luôn đó. Xe bồn này rất là đẹp nhá, rất là xịn luôn đấy các bạn ơi. Đó, đây có rất là nhiều xe bồn trộn bê tông màu xanh nhá. Đó, xe bồn trộn bê tông này. Đó, đây là xe cần cẩu móc đầu khủng long bạo chúa siêu to khổng lồ các bạn ạ. Chiếc xe này thì to lắm các bạn ạ, chiếc xe này thì rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ cẩu chiếc xe máy xúc cát đầu khủng long ba sừng lên nhá. Ôi, bây giờ mình sẽ móc vào để cẩu lên xem có cẩu được không các bạn ơi. Nào, 1 2 3 lên, cao lên cho bạn cùng xem luôn. Ui, các bạn thấy chiếc xe cần cẩu khủng long bạo chúa này rất là khỏe luôn. Ui, ngầu chưa các bạn ơi, rất là ngầu luôn nha. Wow, để xuống đây cho các bạn cùng xem. Đây là xe cần cẩu múc cát đầu khủng long bao sừng rất là to. Rồi, đây là xe cần cẩu kết hợp với cả xúc nạp luôn. Ôi, con này ngầu chưa. Wow, rồi let's go nào. Đó, ở đây mình xếp rất là nhiều xe đồ chơi rất là đẹp luôn. Đầu tiên mình giới thiệu với các bạn một chiếc ô tô cảnh sát. Ui, chiếc xe này là xe đề hình đấy các bạn ạ, chạy bằng bánh đá luôn. Đó, một chiếc ô tô cảnh sát chạy bằng bánh đá nha. Hay quá các bạn ơi. Đây các bạn ơi, còn rất là nhiều xe. Đây là xe cần cẩu múc cát đấy các bạn ạ, một chiếc xe cần cẩu múc cát. Chiếc xe này thì rất là đẹp luôn nhá, màu vàng rất là xịn luôn. Đây các bạn ơi, đây có một chiếc máy bay trực thăng. Ui, một chiếc máy bay trực thăng rất là đẹp luôn. Chạy bằng bánh đà luôn đấy các bạn ạ. Hay chưa. Wow, các bạn ơi, còn rất là nhiều xe này. Đây là xe cần cẩu móc các bạn ạ, một chiếc xe cần cẩu móc rất là đẹp luôn nhá. Chiếc xe này thì rất là xịn và mới, mình rất là thích luôn đấy. Đó, chiếc xe này cần cẩu móc đấy các bạn ạ. Rồi, chúng ta có hai chiếc xe rất là đẹp rồi. Đây có một chiếc xe bồn trộn bê tông đầu khủng long này các bạn ơi. Đó, một chiếc xe bồn trộn bê tông đầu khủng long nha. Đó, bồn quay tít này. Ui, xoay đầu luôn này các bạn ơi. Đó, rất là ngầu luôn nha. Rất là xịn xò luôn đấy các bạn ạ. Đây là một chiếc máy bay này các bạn ơi. Một chiếc máy bay này rất là ngố nghĩnh nha, xoay được cánh luôn đấy các bạn ơi. Hay chưa. Rất là ngầu luôn. Đó, bay nào. Đó, ngầu chưa các bạn ơi, rất là ngầu luôn nha. Quá là xịn xò và đẳng cấp luôn. Rồi tiếp tục, đây có một chiếc xe bồn trộn bê tông nữa. Wow, chiếc xe này màu vàng rất là đẹp đấy các bạn ạ. Hay quá các bạn ơi, rất là nhiều xe đẹp luôn. Đây là một chiếc xe tải chở đất rất là đẹp luôn đấy các bạn ơi. Đó, hay quá các bạn ạ, xe tải chở đất này rất là đẹp luôn và xịn nha. Rồi, đây các bạn ơi, đây là một chiếc xe máy xúc cát cũng rất là đẹp và mới, mình rất là thích luôn nha. Đó, một chiếc xe máy xúc cát này. Wow, đây là một chiếc ô tô đội mũ. Hay quá con ơi, hay quá này. Wow, chiếc xe này ngộ nghĩnh và rất là xịn luôn. Ôi, đây có một chiếc xe cần cẩu móc nữa này các bạn ơi. Đây là xe cần cẩu móc nha, đó, màu đỏ rất là đẹp luôn. Đó, rất là xịn xò luôn đấy các bạn ơi. Hay lắm nha, đó, xe cần cẩu móc đấy. Rồi, đây có một chiếc xe cần cẩu móc nữa các bạn ạ. Hôm nay chúng ta có rất là nhiều xe cần cẩu móc nhỏ rất là đẹp luôn. Đó, hai chiếc xe này rất là đẹp luôn nha. Rồi, đây có một chiếc xe bồn trộn bê tông nữa các bạn ơi. Xe bồn này thì rất là đẹp luôn, đó, rất là xịn xò luôn đấy các bạn ạ. Quá là hay luôn, bồn quay tít luôn đấy các bạn ơi. Đó, đó, chúng ta có hai chiếc xe bồn trộn bê tông rất là xịn luôn đấy các bạn ạ. Rồi, tiếp tục, đây là một chiếc ô tô mini màu tím các bạn ạ. Wow, chiếc xe này rất là đẹp luôn nha. Có mũ luôn, đội mũ luôn, đó, rất là hay luôn. Hay quá các bạn ơi. Đó, đây có, đây có một chiếc xe môi trường dọn rác các bạn ạ. Wow, đây là xe môi trường dọn rác rất là đẹp nha. Đó, wow, các bạn ơi, đây có một chiếc xe nửa. Ui, xe nửa này rất là đẹp luôn đấy các bạn ạ. Quá là hay luôn nè, rất là xịn xò luôn. Đó, đây có một chiếc xe cần cẩu xúc cát khủng long bạo chúa luôn đấy các bạn ạ. Xe cần cẩu múc cát đầu khủng long bạo chúa rất là đẹp và rất là mới và rất là xịn luôn. Đó, đây có một chiếc xe này là xe dọn rác các bạn ạ, xe dọn rác khủng long ba sừng luôn, quá là đẹp luôn. Chiếc xe này rất là xịn đấy các bạn ạ, mình rất là thích chiếc xe luôn đó. Hay chưa. Chiếc xe này rất là mới và đẹp luôn, rất là đẹp luôn đấy các bạn ơi. Đây có một chiếc xe tải chở đất rất là ngố nghĩnh này các bạn ơi. Đó, rất là hay luôn nha. Đây có một chiếc xe nu đường rất là đẹp và mới, mình rất là thích luôn nha các bạn ạ. Đó, hay chưa, rất là ngầu luôn, đi nu đường hoặc đi làm việc nào. Đó, rất là ngầu luôn đó. Hay quá các bạn ạ. Đó, rất là hay, có cái nu này, đó, hay lắm các bạn. Đó, rất là hay luôn nha. Đó, ô tô của mình này chạy được luôn. Rồi, các bạn ơi, đây là xe cần cẩu xúc cát rất là đẹp đấy các bạn. Xe này màu đỏ rất là đẹp luôn đấy các bạn ơi. Đó, rất là xịn xò luôn, mình rất là thích luôn nha. Rồi, đây là xe cứu thương đó, xe cứu thương rất là ngầu nghĩnh luôn đó. Hay chưa.
Ôi, đây là xe cứu hỏa các bạn ạ, một chiếc xe cứu hỏa nữa này. Ô, đây là xe xúc đặt các bạn ạ, một chiếc xe xúc đặt rất là đẹp luôn, rất là mới luôn. Đó, đó hay lắm các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây nhá. Các bạn ơi, đây là xe tải chở rác khủng long các bạn nhá, một chiếc xe tải khủng long chở rác rất là đẹp. Ui, đây là xe bồn trộn bê tông vượt địa hình này các bạn ơi, một chiếc xe bồn trộn bê tông vượt địa hình rất là đẹp luôn. Wow, con đến ngầu chưa, hay quá con ạ. Đó, xoay tròn. Wow, hay quá con ơi, rất là ngầu luôn. Rồi các bạn ơi, đây có một chiếc xe bồn trộn bê tông rất là đẹp luôn nhá. Đó, đây là một chiếc xe cần cầu múc cát cảnh sát rất là đẹp luôn đấy các bạn ạ. Chiếc xe này rất là xịn luôn. Nào bây giờ chơi tiếp một chiếc xe cần cầu múc cát cảnh sát này các bạn ơi. Hay quá các bạn ơi. Nào đây có một chiếc xe máy xúc cát chở ô tô luôn đấy các bạn ạ. Hay quá các bạn ơi. Hay quá. Wow. Rồi, đây các bạn ơi, đây là xe cần cầu múc cát rất là đẹp, mình rất là thích chiếc xe này luôn nha. Đó. Đi làm việc thế nào? Đây là một chiếc xe máy xúc nữa các bạn nhá. Đi làm việc thế nào? Wow, đây có một chiếc xe máy xúc chở xe tăng luôn đấy các bạn ạ. Và bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây nhá. Các bạn ơi, hẹn các bạn ở video tiếp theo của mình nha. Rồi. Hai các bạn nha, hẹn các bạn ở video tiếp theo mới nhất nha. Rồi. Ở cả xe xúc đặt kìa. Wow, xe tải con sóc chở máy bay, chở máy bay. Ui, trong vườn thì mình còn rất là nhiều đồ chơi luôn. Đầu tiên là một chiếc xe tải này. Ui, ở bên này có rất là nhiều đồ chơi mới này các bạn ơi. Rồi bây giờ cùng mình khám phá thôi. Đây là một đồ chơi xe công trình đường phố. À đúng rồi các bạn ạ. Và đây là một chiếc xe tải con sóc. Ui. Wow, à này, treo trên cây này các bạn ơi, xe tải con sóc con trai các bạn ạ. Đây là một chiếc xe tải con sóc rất là đẹp luôn. Ok nào, let's go. Ok rồi, bây giờ mình sẽ mang ra đây nhá. Đó, để đây nào. Rồi let's go nào. Đấy, các bạn thấy ngầu quá. Là một bộ đồ chơi rất là đẹp này các bạn ơi. Đó, một bộ đồ chơi rất là xịn xò đấy các bạn ạ. Wow, hay chưa? Bây giờ mình sẽ mở luôn. Ui, cha cha. Đây là một chiếc xe tải Ben nhá. Đó, đây là cái biển báo hiệu này. Đó, ở bên trong còn xe gì không bạn ơi? Bạn mở cho mình cùng xem nào. Đây, đây là một chiếc xe máy cày ruộng. À, xe này cày đất các bạn ơi, xe này cày xới đất. Đúng rồi, đây là xe xới đất các bạn ạ, cũng rất là ngầu, đẳng cấp luôn. Hai chiếc xe rồi. Đây là một chiếc xe xúc đặt rất là đẳng cấp và đẹp luôn. Rồi, chúng ta có rất là nhiều xe đồ chơi rất là đẹp. Đây là cột nước các bạn ơi. Đó, bộ này có 3 chiếc xe rất là ngầu và đẹp luôn. Rồi, đây là cây xăng các bạn ơi, đây là cây xăng nhà rất là đẹp luôn. Quá đẹp luôn đấy các bạn ạ. Wow. Chúng ta có rất là nhiều đồ chơi rồi. Rồi, xe tải Ben này, wow. Rồi mình sẽ mở tiếp một chiếc xe tải con sóc đây. Đây là xe tải con sóc rất là đẹp luôn nha. Mình sẽ mở luôn. Ui trời. Xe tải con sóc bên trong có gì không nào? Wow, đây là xe tải con sóc con trai các bạn ạ. Đó, một chiếc xe tải con sóc con trai rất là đẹp luôn. Đó, ở bên trong còn chở những dụng cụ để chúng ta xúc cát các bạn ơi. Đó, đầu tiên là một cái cào cát này. Đó, cái cào cát này các bạn ơi. Đó, và con sao biển luôn. Và đây là cái xẻng xúc cát này, có được cái xẻng xúc cát này. Wow, có con cua luôn, có cả con cua luôn. Đấy, bộ đồ chơi này để mang đi biển để xúc cát các bạn ạ. À, quá đẹp luôn. Chiếc xe này quá đẹp luôn. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ khám phá thôi. Một chiếc xe container. Ui, rất là nhiều xe luôn. Đây là xe container này. À, đây là xe tải chở. Ôi, xe xúc đặt này. Đây là xe xúc đặt các bạn nhá. Một chiếc xe xúc đặt xúc cát, xúc đất, xúc vật liệu xây dựng quá đẳng cấp và đẹp luôn. Wow. Hay chưa các bạn ơi? Một chiếc xe xúc đặt rất là đẹp luôn. Luôn. Wow, các bạn ấy chạy đẳng cấp không? Wow, hay chưa? Chạy một vòng luôn. Ôi, ok. Đây là một chiếc xe tải chở trái cây các bạn nhá. Ở bên trong có quả chuối nhá. Quả chuối và chùm nho đấy, có quả dâu tây nữa các bạn ạ. Wow, đẳng cấp chưa? Luôn, xe này rất là xịn xò luôn. Ui, trời đánh nào không?